Hello, xin chào tất cả anh em có trở lại clip của ông thứ 9 ở server 2. Mình coi ông thứ 9 ở server 2 cho tất cả mọi người. Và hôm nay mình đã up lên được, nói chung là cũng không có nhiều, up 3 ngày lên được 1.499.000.000, không đến 3 ngày nữa. Nói chung là cỡ 2 ngày thôi, nếu như tính là chuẩn thì chỉ 2 ngày thôi. Mình đã up lên 1.499.000.000 rồi. Và bây giờ mình cũng bắt đầu đi mở skill nha anh em. Nói chung là hôm nay mở skill thì hy vọng là nó sẽ hên, chứ không Kaioken nó nhỏ lắm. Nói chung là tệ nhất thì cũng phải tái tạo năng lượng, tuy nhiên thì mình thích thái dương hạ san luôn. Cầu mong là nó sẽ là thái dương hạ san hoặc là tái tạo năng lượng để mình có bước tiếp theo con đường làm trùm 5x. nói chung là mình mà mở ra thái dương hạ san, mình sẽ mua luôn cái giáp luyện tập cấp 3 kỷ niệm là nó đã ra thái dương hạ san. Ok, Việt Nam nói làm. Và bây giờ trời ơi, chỉ còn 700.000.000 thôi, không biết nó có ra nổi thái dương hạ san không đây. Nói chung là cũng hơi bị nghi vấn đấy. Nói chung là hơi bị nghi vấn, mà không biết nó có ra nổi thái dương hạ san không. Theo nhiều anh em ấy, thì anh em cũng khá là nói nhiều là đó là anh coi đợt này sẽ ra thái dương hạ san với lại con đệ chí mạng gốc 6%. Nhưng mà mình cũng không biết là liệu nó có ra thái dương hạ san nổi không. Nhưng mà nếu như nhỏ nhỏ mà nó mà Kaioken nó tịt con mẹ nó đường. Nhưng mà con đệ này đếch bao giờ Kaioken được, tí nữa mình sẽ tháo đồ ra cho em xem. Thì hiện tại thì HP KI nó bằng nhau, nếu như mà đúng luật của mình, đúng thủ thuật của mình á, thì mình sẽ mở con này đó là ra thái dương hạ san, đúng chính xác. Nếu như đúng cái luật của mình đã mở ra thái dương hạ san và bây giờ mình đang chạy lên rừng đá. Mình sẽ đứng trước rừng đá, à không, không phải rừng đá, sai rồi. Mình sẽ đứng trước núi đá, mình mở ngay núi đá đấy. Nói chung mình mở cũng mấy lần rồi đấy, mấy lần, nói chung là mình chỉ mở thái dương hạ san thôi. Nói chung là vậy, ở skill 3 mình chỉ mở thái dương hạ san thôi. Mà mấy lần là mình đã mở rồi đấy, không biết mấy, mình cũng mở 4-5 lần cho bạn bè với lại người thân rồi thì anh em nhờ và bữa cũng mở mới cách đây vài ngày cũng mới review thủ thuật mở skill 3. Nay mình mở cho ạc, mình phải nói rằng khá là run, mở cho người ta thì cũng rất là run rồi, nhưng mà mở cho mình thì cũng không hề thua kém. Thực sự là nó rất là tốn kém. Và mong lần giờ thì admin sẽ cho mình thái dương hạ san. Bây giờ nếu như cho mình chọn là Atomic luôn thì mình không bao giờ mình chọn. Nếu như cho mình chọn giữa Kaioken với lại Kamezoko mỗi cái tỷ lệ 50% thì mình chơi luôn. À quên, Kaioken với lại thái dương hạ san mỗi cái tỷ lệ 50% mình chơi luôn ý. Thằng này là không có sợ đâu nhá. Mà đợt giờ là mình phải muốn là thái dương hạ san nó mới trùm được, nó mới bá được. Không thái dương hạ san thì non lắm, cũng hơi run. Nên là bây giờ mong anh em mãi xem clip ủng hộ mình nhá. Nhớ ấn like ủng hộ cho coi. Và mình sẽ thường xuyên live stream cho anh em coi. Nói chung là đợt sự kiện lần giờ thì mình cũng có nói sơ qua chút, đó là đợt giờ thì anh em nạp từ 20k trở lên á sẽ nhận được, nói chung nhận cái đồ xám xám mà. Nói chung là admin thiếu tiền mua sữa, nói chung là vậy. Đại khái là vậy. Anh em nạp cái đó nạp đếch gì, tốn tiền phí bạc, nạp đeo được cái đếch gì hết. Nói chung là vậy. Nói chung là cái nạp tiền thì mình bỏ qua nha. Còn cái đua top ở bà hạt mít á thì mình rảnh thì ngày mai mình sẽ làm clip sau. Còn về cái nhân 2 thì nhân 2 rất là lâu, đợt này admin khá là thương dân nên sẽ cho nhân 2 tới ngày 3 tháng 5. Chung là cũng khá là ok với khoảng thời gian như vậy, với lại được nghỉ trong đợt nghỉ lễ này thì anh em có thể nói là được một số ngày úp, phải nói rằng khá là ok. Và thôi, quay trở lại với clip của Còi nha. Hôm nay mình sẽ mở skill 3. Mong là điều đó sẽ đến với Còi. Anh em cùng nhau cầu nguyện nào. Anh em xem đến đoạn này hãy cầu nguyện cho Còi nhá. Và bây giờ Còi muốn là điều đó xảy ra một lần nữa. Đó là thái dương hạ san, Còi mở cho người ta toàn ra thái dương hạ san thôi. Mà không biết mở cho mình thì như thế nào. Lần giờ mình sẽ tiếp tục mang cho con đệ đó là hai món. Hiện tại thì mình sẽ ép HP thành gấp 3. Nhưng mà đây, mình mang hai món 6 sao vừa đúng gấp 3 luôn. Đấy, cái quần với lại cái găng bạc Zero 6 sao. We'll be right back.
Nhắm mắt lại. Ơi, what the fuck? What the Kaioken? Mình mở cho người ta thì lại là Thái Dương ạ. Đen vãi cả nồi ra anh em ơi, sao lại là Kaioken nhỉ? Náo lòng thật. Đen vãi cả trường này, không thể nào mà hiểu được được. Thôi, chào bên ngoài tất cả mọi người nhé. Quá buồn, quá nguy hiểm. Và sau khi xài ấy thì mở cho người ta thì mở 4 người ra Thái Dương Hạ San, mở cho mình ra Kaioken. Chắc có lẽ là admin nó ghét mình rồi. Thôi đành chịu vậy, chấp nhận thương đau, quá buồn.